Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương, người đến Phương Đồng ngoại mặt nhân gian suốt 9 năm dài. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu một sớm nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian rồi thoát tự sinh. Thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuệ dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh. Để đạt ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạng, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vời vợi người về. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Di Giáo, phần chót của Pháp Yếu Riêng, những lời Phật dạy cho trước nhất là giới tu sĩ, cái pháp tu rốt ráo để có thể giải thoát sanh tử, nhưng đồng thời cũng không phải là cấm kỵ giới Phật tử. Nhưng với điều kiện
là quý vị phải phát tâm hướng đến sự giải thoát, thì lúc đó cái việc hành trì này mới có hiệu quả. Vì đây là cái lớp, thứ lớp chúng tôi đi theo chương trình 4 năm của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho thiền phái tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng tại Đà Lạt. Và cái chương trình này cũng dành cho tất cả các thiền viện trực thuộc thiền phái Trúc Lâm. Cho nên đối với Thiền viện Vô U, chúng tôi cũng cho thứ lớp theo từng bài học trong chương trình. Vì thế quý vị thông cảm nó có cao thấp. Và để cho Phật tử có thể theo học được, trong chương trình đó đang thứ lớp từng bước. Và chúng ta Hòa Thượng phân cái chương trình có kinh, có luật, có luận. Luận là cái chương trình của tổ dạy, tổ giảng về kinh, hướng dẫn thực hành kinh, thì nó thuộc về phần luận ngữ. Còn kinh là trực tiếp những lời Phật dạy. Thí dụ hôm nay chúng ta học về kinh Di Giáo là trực tiếp phần của Phật dạy. Nhưng chúng tôi đang dùng tài liệu của Hòa Thượng Thích Hoàng Quang. Ngài là một trong những vị giáo thọ của miền Nam, của Trà Ôn, dưới sự giáo hóa của chư tổ Hòa Thượng Tổ Sư Khánh Anh, Hòa Thượng Tổ Sư Khánh Hòa, và sau đó là có Hòa Thượng Sư Ông Tổ Sư Thích Thiện Hoa. Quý ngài nằm trong những vị đại tăng tiên phong chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Cho nên những bài học của đại chúng là những giáo án dạy cho sứ giả Như Lai, dạy cho hàng tu sĩ mà đang làm Phật sự hiện nay. Quý vị thấy đều được giáo hóa dưới những cái giáo án này. Và hôm nay vì thế chúng tôi rất là vui mừng. Chuyện hướng dẫn quý vị là chuyện phụ thôi. Chuyện chính, chính là chúng tôi đủ lòng tin, thấy rõ con đường mình đi chân chánh. Và đi với Thiền Tông mình vui mừng, mình có cách dụng công. Nếu không có Thiền Tông thì mình sẽ thấy cách dụng công nhưng chưa rốt ráo. Vì không phải là trực ngộ mà nó phải là tiềm tu. Ngoài Thiền Tông chúng ta sẽ đi vào con đường tiềm tu. Cũng có tu, cũng ứng dụng lời Phật dạy nhưng thứ lớp. Nhưng đối với nhà thiền thì mình sẽ có được một phước duyên đốn ngộ, đốn giáo, vô tu, vô chứng. Thì cái này nó tùy theo bản nguyện của chúng ta thôi. Chúng tôi xin có đôi lời giới thiệu như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần cuối của Kinh Di Giáo. Phần này là nằm ở trong pháp yếu riêng, những lời Phật dạy, và khi tu như vậy là giải thoát sanh tử. Còn chúng tôi cũng thông cảm để chia sẻ với đại chúng, đôi khi mình tu Phật nhưng nghe giải thoát sanh tử có khi mình chưa phát tâm. Ngay cả hàng tu sĩ, chúng tôi dư biết cái tâm lý đó, vì tâm lý đó cũng là tâm lý của chúng tôi khi học Phật. Mình có phát tâm tới chỗ rốt ráo hay không? Mà phát tâm không phải là giơ tay, không phải là giơ tay con tin cái điều đó, con nguyện điều đó. Mà phát tâm có nghĩa là hành trì. Hành trì hay không? Có khi không. Có khi mặc áo tu sĩ chứ vẫn hành trì theo tập nghiệp của phàm phu. Điều đó là điều, là một sự thật. Chỉ khi nào tập nghiệp dấy lên vì mình có bản nguyện, mình sẽ không theo. Giống như mình bị xì ke ma túy, giờ này nó vẫn chi phối nếu mà mình chưa dứt. Nhưng chúng ta dứt điểm thì chúng ta không tiếp tục để tập khí lôi cuốn. Tập khí đó tất cả chúng ta là chấp ngã, là vô minh, là tạo nghiệp. Mình dừng lại, mình thấy ồ, không phải cái này. Khẳng định. Cho nên
cũng rất mong đại chúng phát được tâm trường viễn mà tâm rộng lớn. Được như vậy là cái phước rất là lớn. Xin ôn một chút bài cũ, cái phần pháp yếu riêng. Tuy là chúng ta được nghe phần đầu giải thích là sống với thiểu dục tri túc. Thiểu dục là thiểu là ít, dục là muốn. Tri túc là tri là biết, túc là đủ. Nếu trong cuộc sống lúc nào mình cũng ít có tham muốn, đời mình an lạc không? An lạc lắm, mà mình tham muốn nhiều thì mình càng khổ nhiều thôi. Mà khi mình biết đủ rồi thì một cái câu thơ mà lúc nào cũng có lợi ích cho mình á, là người mà quá nhiều tham muốn á, thì tuy ở trên thiên đường mà vẫn chưa xứng ý. Chúng tôi xin mạn phép nói về Hoa Kỳ. Những người mà không hài lòng thì dù ở Hoa Kỳ vẫn phàn nàn. Điều này chưa vừa ý mình, điều kia chưa như cái nguyện ước của mình. Câu thứ hai, người nào biết đủ, không còn tham muốn, thì nằm dưới đất vẫn luôn luôn an lạc. Đó là cái cách nhắc nhở mình. Và Đạo Phật không bao giờ đi ngược với tiến hóa của nhân loại. Cho nên câu đó không nhằm làm cho mình mất đi cái chí nguyện vươn lên, vẫn vươn lên trong tinh thần biết đủ để giữ tâm. Quý vị đệ thông cảm điều đó không? Nói một cách khác, khi giao tiếp sẽ có rất nhiều hạng người, tình trạng tiến tu của người đối diện khác nhau. Nhưng nếu lúc nào mình cũng đòi hỏi thì tâm mình có an không? Tâm mình sẽ dính cảnh mà bất an. Còn dù trước mắt đối diện hoàn cảnh và con người có nhiều vấn đề mà tâm mình luôn luôn bất động, thì đó là con người biết tri túc. Vì trở về tâm là chỗ đầy đủ nhất. Túc là đầy đủ. Trở về chỗ đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Xin mời quý vị phát hiểu đầy đủ, lâu lâu dừng chút á, để coi có sẵn kiến thức đó không? Đầy đủ cái gì? Mời. Phật, thưa Thầy, khi mà mình biết đủ á, là cái tâm mình rất yên. Bây giờ nói giống như mình nhìn lên mình chẳng mặn ai, mà mình nhìn xuống á, mình còn có phước nhiều lắm. Tại sao mình không chấp nhận những cái mình đang có và an lạc sống với nó? Rồi, cảm ơn lời phát biểu. Trong cái đời sống thường. Còn giờ này chúng tôi hỏi thêm một lần nữa, đầy đủ là cái gì? Cái gì đầy đủ? Dạ, Nam Mô Phật. Cái đầy đủ là cái thể tánh thanh tịnh của mình nó đầy đủ. Thể tánh thanh tịnh, đầy đủ, chữ đầy đủ vẫn chưa rõ. Nhắc lại, đó là cách tu của chúng tôi. Khi mình tư duy quán chiếu thì mình nhìn ra nó nhiều mặt lắm, để lòng tin mình rất là vững vàng. Đầy đủ trước nhất là mọi người đều có đầy đủ. Đầy đủ thứ hai là cái gì? Tất cả chúng sanh đều có là cái một. Rồi cái thứ hai, đầy đủ cái gì? Chúng tôi giờ này không giải đáp nữa nha, tại quý vị chưa sẵn sàng, hình như cũng không thuộc bài. Đó là lời trình kiến giải của Lục Tổ khi còn là cư sĩ. Và hôm nay chúng tôi không kể lại, chỉ cho quý vị để ráng đầy đủ cho mình, để không tạo nghiệp. Vì khi mình tạo nghiệp, mình theo nghiệp, là mình không sống với cái đang có đầy đủ đó. Có sẵn đầy đủ. Xin ông bài một chút, và quý vị phải tự làm việc nữa, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải phục vụ giải thích hoài. Thì quý vị sẽ là ngồi học hoài, không bao giờ thành tựu hết. Và sau cái phần thiểu dục tri túc đó rồi thì may quá, ở đó chúng ta sẽ được giải thích tổng cộng là 8 phần. Thứ nhất là gì? Xa lìa. Rồi gì nữa? Giờ này chúng ta cũng chưa gặp đoạn đó nha. Dùng máy nó nguy hiểm vậy đó. Xa lìa có nghĩa là không có dính mắc,
không có tham đắm vào các pháp thế gian. Rồi thứ nhì nữa là tinh tấn. Nói lung tung đi. Thứ ba là chánh niệm. Thứ tư là trí tuệ. Thứ năm là thiền định. Thứ sáu là gì? Thiểu dụng tri túc cộng vô luôn đi. Thiểu dụng tri túc thứ sáu và thứ bảy. Và hôm nay phần chót chính là không hí luận. Không hí luận. Và trong khi chuẩn bị tài liệu này, chúng tôi chia sẻ với đại chúng, chúng tôi rất là vui mừng mình ở trong một pháp hội rất là vững vàng. Vì qua tài liệu đào tạo sứ giả Như Lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khoảng năm 1930 tới hôm nay, thì tài liệu này xác nhận rằng trong tám pháp đó chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất 7 pháp. Nha, 7 pháp. Và nhóm thứ hai 1 pháp cuối cùng là không hí luận. Và với 7 pháp, cái nhóm đầu chính là pháp phương tiện để trưởng dưỡng tự tánh. Và pháp cuối cùng là để hiển lộ tự tánh. Đó, trên văn tự quý vị thấy cả một kho tàng đó nha. Kho tàng để biết rằng con đường thiền tông mà Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ đang khôi phục không phải là con đường cô độc, mà nó đang đồng hành với những bậc trí tuệ giải thoát tại Việt Nam. Nếu chúng ta cùng thực hành thì dù là thiền hay là các pháp môn khác đều đang đồng hành, không hề có sự chống trái nhau. Đó là một điều chúng tôi rất là vui mừng cho cá nhân mình, lòng tin thêm vững vàng vì có cái cơ sở rất vững vàng. Thưa đại chúng, xin nói lại những ngôn từ này. Và khi nói lại như vậy thì chúng ta thấy chỗ thực hành là như thế nào mà ở trong cái giáo án này lại nói như vậy. Phần đầu là phương tiện trưởng dưỡng tự tánh. Thì phương tiện có nghĩa là sao? Mà trưởng dưỡng có nghĩa là sao? Trưởng dưỡng là nuôi, nuôi lớn. Và phương tiện có nghĩa là sao? Là từng bước giáo hóa, chưa trực chỉ, còn gọi là từ từ, chỉ dạy từ từ. Rồi một cái nghi vấn thứ hai của chúng tôi, ngay cái phần trưởng dưỡng đó mà phương tiện đó, ngay đó có thể đi thẳng qua gọi là thể hiện luôn không? Hiển lộ luôn không? Thí dụ chúng tôi lấy một pháp đầu tiên là xa lìa. Khi xa lìa, chúng tôi nói lại, mình phải nuôi dưỡng cái trí của mình nha. Chúng tôi cũng như đầy chúng thôi, nhưng mà chúng tôi giới hạn tạp niệm lắm. Những người mà trình bày lâu nói dài, chúng tôi nói ngồi yên đi, cô động nó hơn, rồi trình bày giúp chúng tôi đừng có dài quá. Ở đây chữ xa lìa, chúng tôi nhớ cái gì Diệu Đạo? Mà xa lìa sẽ là phương tiện, mà xa lìa sẽ là chỗ rốt ráo. Một Phật kính bạch sư phụ, xa lìa là không có khởi niệm. Con nói theo của con hả? Tôi kêu con là tôi biểu con trả bài đó. Trả bài khóa tu đó. Đó, nói thêm như vậy, chữ xa lìa, lý tướng. Xa lìa là lý tướng, mà lý tướng là phương tiện. Nếu chúng ta không có cái chỗ niết bàn hiện tiền, tịch diệt hiện tiền. Và đây là thiền. Ở trong cửa thứ 5
trong sáu cửa vào động thiếu thất. Mấy quý đệ nghe kịp không? Đầu tiên thí dụ như mình khởi một niệm tham, khởi một niệm sân, thì lúc đó mình có xa lìa không? Trước nhất khi khởi như vậy có xa lìa không? Xin đem chuyện thực tế của Khánh Tuệ đi. Khi mình dính mắt vào và mình khởi niệm thì mình có xa lìa không? Không xa lìa. Vậy mấy bước mà mình đã vô minh, xin phân tích từng việc như vậy rồi từ đó mới thực hành thành công. Còn trả bài cái miệng không mà không có thấy rõ hành vi của mình đang đi lạc đường, ba nghiệp của mình đang lạc mà mình không hay. Mô Phật, bạch thầy, theo nghĩ là ba bước tam tế thầy. Tóm lại là nói trên thực tế là đang dính mắt và đang phân biệt và đang phiền não sân si. Vậy cái lầm đầu tiên là dính mắt. Mà khi dính mắt là mình thấy pháp thật hay không thật? Pháp thật. Và dính mắt rồi thì cái gì mình đang chấp thật mà gọi là vô minh nữa? Tâm mình thật. Cái tâm sân si bất mãn của mình là thật. Mấy quý đệ thấy không? Nghĩa là mình đang chấp pháp là thật. Thí dụ giờ này trước mắt của mình là có một cái bình hoa lan cúng dường Tam Bảo. Bình hoa này mình vẫn thấy, không? Nhưng mà thấy rồi sao? Có người nói chỗ thích quá, vô minh vừa, coi chừng đang chạy qua tới cái gì rồi, cảm thọ rồi, dính mắt cảm thọ rồi. Thành ra không phải là mình không có tâm hồn enjoy với cuộc sống, nhưng phải biết giới hạn và cẩn thận. Có khi mình nuôi lớn cái tập khí dính mắt của sanh tử luân hồi. Thành ra quay lại, mình đang chấp pháp là thật, các cảnh là thật. Rồi sau đó mình sanh tâm thì mình đang chấp tâm là thật. Khánh Trơn cần nghỉ ngơi không? Xin mời. Thứ hai là chấp tâm là thật, mình phải biết buông. Đó thì khi xa lìa, buông không cũng chưa xong á, phải nhận tiếp theo là chân tâm đang hiện tiền. Buông nhưng mà có khi chưa phải là chân tâm. Mình vẫn là một cái tâm chưa sáng, vẫn thấy pháp là thật, mình là thật. Đây là chỗ dụng công sâu sắc. Thành ra xin giới thiệu như vậy, cũng mà từ một pháp xa lìa thôi, để đại diện cho bảy pháp mà mình vừa nhắc tới đó. Có khi là chỗ rốt ráo rồi, giải thoát rồi, mà có khi chưa giải thoát. Mình có đòi cảnh khó khăn phải biến mất để tâm mình được an lạc giải thoát không? Điều đó không bao giờ có. Cảnh không bao giờ biến mất, mà thật ra cảnh do ai tạo? Do chính tâm mình tạo. Mình nghe một lời người ta phê bình mình đi, nếu mình là một người đang muốn vươn lên một cách chân thật, không phải vì chê mình mà mình buồn. Chê đôi khi là một của báo, một trí tuệ đang ban tặng cho mình tiến lên. Đó, nghe chê mà buồn là vì tâm mình quá chấp ngã, không muốn ai chê mình hết, thì mình mới buồn. Đó, mấy người để hiểu không? Cho nên sự xa lìa là vẫn tiếp xúc mà không coi trọng cái sự phân biệt tốt xấu là quan trọng. Và nhất là không coi trọng cái bản ngã của mình là quan trọng. Thì muốn như vậy, thường một số người sẽ nói sống với tâm Phật khó quá à. Nhưng mà quý vị chỉ cố gắng thực hành đi, rồi sẽ thấy sống với tâm Phật nó dễ hơn điều phục tâm á. Tại khi điều phục tâm là mình còn vô minh, mà mình muốn ra khỏi nó vất vả hơn. Còn khi sống với tâm Phật rồi thì có vô minh thật đâu mà điều phục nữa. Cho nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó thì xin trình bày như thế thôi. Còn tùy huynh đệ, tùy cái trình độ. Vậy phần đầu, bảy pháp mà vừa giới thiệu trong phần pháp yếu riêng là cái công đức mà phương tiện thôi.
để trưởng dưỡng tự tánh. À, cho đến phần hí luận, không hí luận là pháp thứ 8 á, thì lúc đó mới gọi là cái công đức mà hiển lộ tự tánh, không phải là phương tiện. Và đây là tài liệu giáo án của sứ giả Như Lai. Những vị tăng đang là hòa thượng, đang là các đại lão hòa thượng đương thời đều được giáo hóa với cái nguồn trí tuệ như thế. Tại Việt Nam khoảng từ năm 1930, 40, 50, 60 cho đến hôm nay. Đi thẳng vào cái phần hôm nay, Đức Phật dạy rằng: tỳ kheo các ông, các thứ hí luận sẽ làm cho tâm mình rối loạn. Vừa đọc thì trước nhất chúng ta hiểu cái câu của Phật dạy là cái gì, mà qua cái thực hành của chính ai? Của chính mình. Còn mình nhìn người chung quanh á, cũng là bước một thôi. Bước thứ hai cũng phải trở về chính mình. Mình thấy huynh đệ nè, đang hí luận nè, mà hí luận là sao? Có khi thấy im ru mà hí luận gì? Hí luận là phải nói những cái điều, hí là vô ích á, vui chơi thôi. Luận là nói năng, trao đổi tư tưởng. Nhưng ở đây khởi trong ý thôi cũng đã là hí luận, nếu chúng ta phân biệt đối đãi. Mà khi chúng ta trao đổi nhau, con thích cái này, con không thích cái này, cho nên cái này cứ đến hoài, con buồn quá, con mệt quá. Thí dụ nói như vậy đi, thì thưa đại chúng, hí luận chưa? Và tâm mình mệt không? Mệt. Cảnh làm sao như ý mình được? Mà chỉ có dẹp tâm, không dẹp cảnh. Bước một hoang, dẹp tâm, không dẹp cảnh. Cái tâm phân biệt đó dẹp đi, vứt đi, buông đi, dừng. Còn có người sẽ đòi dẹp cảnh, không dẹp tâm. Thứ nhất mà dẹp kiểu thế gian là không bao giờ thành tựu nha. Làm sao dẹp cho hết được? Mà dẹp có nghĩa là có một cách đầy trí tuệ vẫn dẹp được. Đối với vị là thế nào? Chúng tôi đang ôn lại sự dụng công của đại chúng theo tinh thần tứ liệu giảng của cái tổ Lâm Tế. Bây giờ dẹp cảnh là dẹp thế nào? Và dẹp được. Mô Phật, kính bạch thầy, biết các pháp là duyên hợp, quyển hóa không thật, thì đó là cách dẹp ạ. Dẹp cảnh. Cảnh ở đâu? Đây là một câu hỏi sâu hơn. Cảnh nào mà mình dẹp? Tất cả mọi cảnh ạ, trong tâm, ngoài tâm gì cũng dẹp. Đúng, chỉ dừng tới đó thôi. Tức là không những cảnh bên ngoài, mà luôn cả tâm mình cũng là một cảnh, cũng là một pháp. Cái tâm vui buồn chọn lựa của mình vẫn là cảnh, vẫn là một pháp, và nó không thật. Ai thấy giờ này giác ngộ được cảnh bên ngoài không thật, xin giơ tay lên. Ai thấy được tâm mình khởi lên không thật, giơ tay lên. Cho chắc ăn nha. Giơ tay mà tôi thấy đời sống không được là tôi vũa tay tua đó. Tôi vũa là tôi thấy mấy người nói dốc. Giơ tay nói trước Phật mà không phải như thế. Chưa được. Còn ở đây tôi hỏi hành, chứ tôi không hỏi hiểu. Hỏi lại lần nữa, coi chừng không ai giơ tay hết. Đó, thưa đại chúng. Và thật ra mình có phước, mình đang được nhận. Ai thích nhận quà thì đây là những báu vật mà mình sẽ được nhận. Báu vật này nhận xài dùng được bao lâu? Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn. Nhưng mà có chịu đâu, ngộ vậy đó, mặt sáng sáng vậy chứ mà làm bậy làm bạ thì hăng lắm. Mà biểu trở lại con đường an lạc giải thoát thì đôi khi sụ mặt, phiền muộn, khó khăn. Và xin quay lại bài. Cho nên Đức Phật dạy: này tỳ các tỳ kheo, các thứ hí luận sẽ làm cho tâm mình rối loạn. Nếu lúc nào mình cũng đang phiền muộn,
nhớ người này thì cũng giận cái chuyện gì đó, nhớ về chuyện số 2 cũng lo lắng cái gì đó, thì chính là mình đang ở trạng thái, nói cho mạnh, trạng thái hí luận. Chủ đề hôm nay hí luận. Luận có nghĩa là phân biệt, lý luận có nghĩa là nói tới nói lui, phân tích theo tính chất là đối đãi hai bên. Mà hí có nghĩa là để chơi thôi, không có giá trị. Nói để chơi thôi, nói theo cái nghiệp thôi, chứ không có giá trị. Mấy người đề hiểu chỗ đó không? Cho nên nếu người nào sống như vậy, tâm mình sẽ bị rối loạn. Rối loạn là chỗ nào rối loạn? Xin quý vị xác định một lần nữa. Tại vì tôi nghi ngờ quý vị không có hiểu đâu, nghe gật gật rồi có vẻ giống như giác ngộ rồi vậy đó, nhưng mà nghi ngờ lắm. Rối loạn chỗ nào? Chỗ nào là rối loạn? Thưa thầy, lúc đó là mê tâm rồi, thì tất cả sống trong những cái vọng tưởng điên đảo rồi. Mà điên đảo vọng tưởng thì có an vui không? Không. Dù là vui đi nữa cũng vui trong mê lầm, thỏa mãn. Thí dụ mình muốn vacation mà đi vacation là mình thấy là thỏa mãn, chứ thật ra đôi khi vacation không đúng thời thì cũng không phải là vui đâu. Và một cách khác, lúc nào lại không đang vacation là gì? Nghỉ phép hả? À, lúc nào lại không được nghỉ phép? Lúc nào cũng, và bất cứ chỗ nào cũng là nơi mình đang nghỉ phép cả. Nếu mình có đủ cái trí tuệ thì ở đây rối loạn là vì nó vẫn còn giằng co giữa phải quấy và mình đang lựa chọn. À, cho nên dù xuất gia mà cứ sống như thế thì tâm vẫn rối loạn, vẫn chưa được giải thoát. À, đây là chỗ mà chúng ta hành trì trong một trong 8 pháp mà Phật dành cho giới tu sĩ. Và đây là pháp của bậc thượng nhân phải hành trì. Còn nếu không thì đó là pháp của hàng tiểu nhân. Tiểu nhân là người không có trí tuệ. Chữ thượng nhân và tiểu nhân ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Hàng thượng nhân là chỉ cho tâm Bồ Tát cho đến Phật hàng tu để giải thoát. Còn lại là chúng sanh, là tiểu nhân, những người có cái tâm nhỏ bé. Chữ tiểu này không phải thân thể ốm yếu mà cái tâm bé nhỏ, cái trí tuệ nó không có rộng lớn. Phật kết luận: thế nên tỳ kheo phải mau dứt bỏ. Dứt bỏ cái gì? Dứt bỏ cảnh hay dứt bỏ gì? Dứt bỏ cái loạn tâm hí luận. Vậy hôm nay tặng quý vị dùng ở trong 1-2 ngày, 1-2 tuần cho đến 1-2 tháng, luôn luôn lấy chữ loạn tâm hí luận để nhắc mình. Mấy người đệ biết không, tu từng bước như vậy đó, giống như mình chú tâm thì tự nhiên cái chỗ đó của mình nó sẽ mạnh. Còn cứ phớt phớt nghe rồi mà không có làm, mà làm cũng không biết cái gì hết á, thì cái đạo lực mình nó không có thành tựu được vững vàng, kiên cố. Phải mau dứt bỏ. Dứt bỏ là xa lìa. Dứt bỏ cái gì? Loạn tâm hí luận, cái mà phân biệt đối đãi hai bên, phải quấy tốt xấu. Mà muốn như vậy thì làm sao? Ở đây chúng tôi nhắc lại nha, nếu dừng thôi thì đã rốt ráo chưa? Chưa. Cái đó mới là phương tiện trưởng dưỡng thôi. Mình không hí luận, không loạn tâm thì dừng sự tạo nghiệp, nhưng mới nuôi lớn thôi chứ chưa thành tựu tốt đẹp. Mà phải xin mời chính thức phát biểu. Nói lào xào chung tôi cũng không biết nói gì nữa. Nghe rồi con. Mô Phật kính bạch thầy, mà phải chân tâm hiện tiền. À, khi mà dừng đó phải là chân tâm hiện tiền. Rồi chúng tôi xin cái quyển gì chúng tôi có cầm đây rồi, sao nó đi du lịch rồi, Ngũ Đăng giùm, ở trong bàn, ở trong. Ở đây tất cả đều phải chuẩn bị, thưa đại chúng. Muốn khi mà
tiến hành là nó sẵn sàng rồi. Tinh độc và ngũ đăng 104. Có một vị ni đến tham vấn với lại ai? Với lại ngài thiền sư Tùng Thẩm. À, Tùng Thẩm nha, ngài ở Triệu Châu ha, Triệu Châu Tùng Thẩm. Vị ni hỏi thế này: thế nào là ý thầm kính? Sư bấm tay vị ni một cái. Đó, bây giờ sao? Khi đến gặp một hòa thượng để mình đang hỏi cái ý thầm kính là hỏi chuyện thế gian hay chuyện Phật Pháp giải thoát? Đang hỏi chuyện Phật Pháp giải thoát, chứ không phải hỏi ý thầm kính của thế gian là những cái tâm mà thương ghét mà mình giữ bí mật, mình không muốn ai biết, không phải chuyện đó. Mà chỗ ý thầm kính này chính là hỏi về chân tâm Phật tánh là thế nào. Thì tổ liền bấm tay, quý vị xin tưởng tượng là cũng được khai thị đi, bấm tay. Và khi bấm tay như vậy thì sao? Thật ra đã hiện tiền. Đây là cái trực chỉ của nhà thiền. Ý thầm kính hiển lộ trọn vẹn. À, nhưng vì vị ni này chưa có đủ trình độ cho nên liền đặt một câu hỏi rất là phàm phu. Ồ, hòa thượng còn cái đó sao? Vị ni nói: hòa thượng còn cái đó sao? Có nghĩa là gì? Hồi mà hòa thượng mà nắm tay con á, mà nhéo một cái này là quá ra hòa thượng có ý thầm kính đối với con sao? Quý vị hiểu chưa? À, thì ngài tổ Triệu Châu Tùng Thẩm liền đáp: lại là ngươi còn cái đó. Chính ngươi còn cái đó. Cho nên nhắc lại, khi mình nói ai cái gì đó, coi chừng mình đang kẹt, chứ không phải người kia đang kẹt đâu nhá. À, ngươi lại còn cái đó sao? Hòa thượng liền nhắc: ngươi đang kẹt đó. Đà. Thì vị ni này vẫn tha thiết muốn biết về ý thầm kính, cho nên đặt câu hỏi thứ hai một cách khác. Thưa, thế nào là Phật? Tổ đáp: trong điện. Có thể bổ sung thêm là trong chánh điện. Hả? Không phải là đất đắp thành sao, thưa hòa thượng? Cô ni liền trình cái hiểu của mình. Nếu con hỏi thế nào là Phật mà tổ đáp ở trong chánh điện, thì không phải cái Phật mà hòa thượng đang chỉ đó là đất đắp thành. Nhưng mà hòa thượng có phải chỉ cái này không? À, mình chỉ hiểu trên mặt tướng của thế gian thôi, mà hòa thượng đang trình bày cảnh giới xuất thế gian. Và cảnh giới xuất thế gian đặc biệt là không rời thế gian. Đó, thì đó là sự nuôi dưỡng cái trình độ tiến tu cũng như trí tuệ của mình ngay trong thế gian này, chưa từng xa lìa nhưng cũng chưa từng bị trói buộc. Đó. Khi cô ni hỏi thế nào là Phật được đáp ở trong điện, thì cô ni nghi rằng há không phải là đất đắp thành sao, xi măng làm thành. Phải hòa thượng chỉ Phật như thế không? Thì hòa thượng liền đáp: phải. Cô ni vẫn ngạc nhiên cho nên hỏi lại: thế nào là Phật? Hỏi lần thứ hai, tổ vẫn đáp: trong điện, trong chánh điện. Nhưng mà thật ra là trong điện. À, điện nào? Điện Năm Uẩn. À, thì cô ni liền hỏi:
học nhân mới vào tùng lâm, xin thầy chỉ dạy. Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy, con mới sơ cơ, mới học đạo thôi. Thì lúc đó hòa thượng liền bảo, liền hỏi: ăn cháo xong chưa? Cô Ni đáp: ăn rồi. Dạ, con dùng rồi. Rửa bát đi. Tổ liền bảo: rửa bát đi. Thì vị Ni chợt tỉnh ngộ. Thưa đại chúng, tỉnh cái gì? Ai nói sắc bén nhất để trả lời đoạn này? Và chúng tôi xin nhắc đại chúng, gọi là cái này gọi là gà bài một chút đó ha, đừng rời chủ đề. Thì đó là câu trả lời chính xác nhất. Còn rời chủ đề nói mênh mông bát ngát là đi lạc. Dạ mô Phật. Thưa thầy, cô Ni tỉnh cái chỗ là không hí luận nữa. Rồi, không hí luận. Rồi cái gì nữa? Đó là một cách. Mô Phật kính bạch thầy, vậy đó nghĩ, đừng nói dài vậy, không, chỉ nói chủ đề ngắn lắm. Mời có Phật trong ta. Rồi mời Diệu Thường. Cũng tạm thôi chứ chưa xác đề. Thưa thầy, con cùng một ý nghĩa, tức là Phật là tại tâm, cho nên mình trở về với tâm. Cái phần giải thích đó là của mình, chứ chưa dùng được chủ đề, mặc dù cũng đang giới thiệu theo chủ đề. Mời. Dạ Nam Mô Phật. Là cái sư cô đó là trở về cái tự tánh của thầm ý của câu hỏi của cô. Đang giải thích thôi, còn tôi xin trình. Đang ở trong chánh điện, Phật đang ở trong điện. Điện đó, nhắc lại, có thể là chánh điện, nhưng điện có nghĩa là ngay thân ngũ uẩn này đang hiển lộ. Phật ở trong điện đang hiển lộ. Và xin hết. Cái cơ hội mà rốt ráo như vậy, mình phải nuôi dưỡng mỗi ngày, nó mới nhạy bén. Còn bình thường mình ta bà mình làm mắc dịch gì đâu chuyện đời, mà mình hy vọng giữa đạo tràng giải thoát mình có phần. Không có đâu. Mình không có tích lũy cái đó. Xin mời tắt bớt micro. Tuy dùng được nhưng mà phải thứ lớp, chứ không phải mở hết một lần. Thưa đại chúng, như vậy xin quay lại. Khi Đức Phật dạy rằng phải mau dứt bỏ. Dứt bỏ cái gì? Mau dứt bỏ loạn tâm hí luận. Hay nói một cách dễ hiểu, mau dứt bỏ cái hí luận loạn tâm. Kiểu khi cũng được, dứt bỏ cái loạn tâm, mà loạn tâm này do hí luận. Nếu các ông muốn được quả vui tịch diệt, có nghĩa là nếu chúng ta hướng đến cái quả an vui tịch diệt niết bàn. Còn hàng ngày mình muốn cái gì? Không phải muốn tịch diệt niết bàn, mà mình còn muốn chạy theo vô minh, chấp ngã, chấp pháp và tham sân si của chính mình. Ai thấy điều đó là đúng xin giơ tay lên. Mình còn đang vô minh, mình còn đang nhiều tham, nhiều sân. Sân và tham là hai mặt của si. Mình vẫn còn chấp ngã, vẫn còn chấp pháp. Và mình đang si mê thấy ngã mà pháp. Đó là thật. Và chúng ta đòi hỏi hoặc nó được như ý, gọi là tham. Hoặc chúng ta bất mãn khi nó không như ý, gọi là mình si, mình sân. Từ cái si mê mà sân. Chúng tôi nhắc lại những sân si hôm nay mình có mặt, luôn cả chúng tôi. Nếu làm Phật sự, chuyện cần phê bình mà chúng tôi sân lên, thì chúng tôi cũng đang si. Còn nếu việc cần nói mà mình nói trong một trạng thái tĩnh lặng, thì đây là diệu dụng từ bi, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, hai phong độ. Và mình không có lý luận khoe khoang, mà thật sự nó phải được như thế. Tâm phải rất tĩnh lặng,
trong mọi hoàn cảnh. Như ý hay không như ý là cảnh giới đối đại loạn tâm. Nhưng việc Phật sự là trên tướng hay trên thể? Nó trên tướng, trên dụng. Cho nên nó là cảnh giới đối đại. Mà mình vào cảnh giới đối đại là vào cuộc đời ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế. Cái lời nguyện của tôn giả A Nan sau khi tin nhận được chân tâm. Ngài nguyện ngũ trược ác thế, con thề sẽ vào. Đầu tiên con tình nguyện vào. Vào cũng chưa hẳn là vì chúng sanh trước nhất đâu, mà vào để nuôi dưỡng cái đạo lực giải thoát của chính mình. Trong ngũ trược ác thế mà mình giữ được tâm, trong những cái cảnh nghịch mà chúng ta cũng giữ được tâm. Đó. Cái chân tâm thường trụ, bất sanh bất diệt. Nếu các ông muốn được quả vui, vui thì mình thích rồi đó, nhưng mà cái vui này là vui của tịch diệt, niết bàn. Còn mình muốn quả vui gì? Chấp ngã, chấp pháp, tham sân si. Mấy người để hiểu không? Cái chữ vui đó, cẩn thận. Nhiều khi cái vui là vui của bản ngã, vui của phân biệt chấp pháp thôi, chứ chưa phải là niềm vui an lạc giải thoát. Đó thì tùy đẳng cấp mình lựa. Nhưng mà nhiều khi có khi mình chưa biết là mình đang lầm. Chưa biết là lầm. Giống như đi máy bay hôm nay có thể là có stop. Và nên stop phải không? Có khi không dừng mà đi thẳng thì xuống máy bay là đến nơi. Nhưng mà nếu mà gặp những chuyến bay có khi dừng một lần, cũng có khi dừng hai lần, và cũng có những chuyến bay đi dừng ba lần, thì tuy là bước xuống chuyến bay nhưng tới nơi chưa? Chưa. Cái này mới là phương tiện, gọi là mấy cái chỗ gọi là chuyển thôi, quá cảnh thôi, để chuyển thôi. Nhất là đi Việt Nam ha, có khi dừng ở Hàn Quốc, có khi dừng ở Nhật Bản, đừng tưởng tới rồi xuống rồi sao, nói tiếng Việt không ai hiểu hết ha. Vì mới là quá cảnh thôi, phương tiện tạm thời. Và thưa đại chúng, khi chúng ta muốn được quả vui niết bàn là tịch diệt nè, là mục tiêu, thì chúng ta phải đối với hy luận phải làm gì? Phải xa lìa, phải từ chối. Nhưng ở đây có xa lìa không? Thấy hình như tiến lên không à? Chứ không từ chối. Mà không từ chối thì có phải mình sẽ muốn niềm vui tịch diệt giải thoát không? Không. Đó, những buổi học như thế này dĩ nhiên là đang phê bình chúng ta, nhưng mà phê bình với hảo ý hay ác ý? Hảo ý, để cho mình biết cái lầm vi tế của mình, và từ cái lầm vi tế này mình tiến lên. À, chứ còn nếu không lấy cái thực tế thì lời nói nó có lợi ích không? Không. Đi bác sĩ thì bác sĩ nhìn ngay sức khỏe của mình, nhìn ngay mấy con số mà xét nghiệm của mình đó, ngay thế mà đập te tua. Nhưng những cái đập te tua để giúp mình sức khỏe tốt hơn. Còn nói chuyện của ai không, sẽ không có lợi ích. Cho nên hãy can đảm nhìn ngay những cái mê lầm của mình. Và muốn được quả vui tịch diệt này thì chúng ta nên nhớ tịch diệt là niết bàn. Mà niết bàn sẽ có đại khái giờ này có mấy loại? Nói đủ là bốn loại, nhưng hôm nay chúng tôi muốn chúng ta tập trung hai loại thôi. Và thú vị lắm nha, nhắc lại ha. Chúng tôi mà hăng hái ngồi đây và vui vẻ chia sẻ với quý vị, vì thật sự chúng tôi có niềm vui. À, quý vị cũng có, mà chúng tôi thấy hình như ba hồi nhớ ba hồi quên, thành ra không phải có đâu. À, ăn copy ở đâu đó rồi cười cười nói vậy thôi, chứ chưa phải của mình. Đồ dỗm, chưa phải đồ thật. Rồi, copy, cho nên giờ này quên rồi. Mời, giờ copy cũng được. Giờ nói thử coi hai loại niết bàn mà chúng tôi đang mời đại chúng cùng trao đổi là cái gì.
Mô Phật, kính bạch Thầy, con nhớ là hữu vô dư niết bàn. Hữu dư y. Hữu dư y. Hữu dư y niết bàn và vô, cái chữ vô là khi hết cái thân này rồi. Vô dư y niết bàn. Yeah. Chữ nghĩa không quan trọng đâu, mà là cái gì mới là quan trọng. Mời vị khác bổ sung nếu mà biết cùng nói với cô. Mô Phật, niết bàn có hai. Hữu dư y niết bàn là cái người đó chứng quả nhưng mà thân còn sống. Vô dư y niết bàn là người đã chứng quả nhưng mà thân đã tịch. Giờ tịch đã vào niết bàn trọn vẹn, không còn thân. Và đó là cảnh giới của hàng thành văn. Vậy nhà thiền niết bàn nào? Thật ra thưa đại chúng, nó khác như vậy đó. Và nên nhớ, đối với trong nhà thiền, ở trong cái chỗ gọi là nước sống và nước chết, nước sống và nước chết trong quyển gì, chúng tôi khi mà dùng tài liệu dần dần phải thuộc luôn cái nguồn tài liệu đó. Để làm gì? Để đưa ra chính xác. Đại khái là giờ này chúng tôi đang muốn trình bày tới nước sống và nước chết. Dù là hữu dư y hay vô dư y niết bàn, vẫn là nước sống hay nước chết? Nước chết. Nước chết. Và vì nước chết cho nên đi theo là cái gì? Không chứa rồng. Tức là trong đó không có chân tâm Phật Thánh. Hay nói hẳn, trong đó hành giả chưa nhận được chân tâm Phật Thánh nếu ở trình độ đó. Còn phần thứ hai là nước sống chứa rồng, thì chính là nhận ngay cái gì ở đây. Mình có những cái mốc như vậy, quan trọng như vậy, thì khi dụng công mình cứ hướng về đó mà nuôi dưỡng. Pháp đó đáng lẽ trực chỉ đốn ngộ, nhưng mình chưa đủ trình độ thì mình cứ gọi là tiệm tu, từng bước nuôi dưỡng, trưởng dưỡng, luôn luôn trở về với chân tâm hiện thiền. Và tại thiền viện Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, tại thiền viện Vô U, với sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hà Từ, chúng ta thực hành để nuôi dưỡng thành tựu trọn vẹn chỗ này. Ai còn yếu thì gọi là tiệm tu, còn ai đã vững vàng thì đốn ngộ, đốn giáo. Đó thì thưa đại chúng, vậy thì nếu muốn được quả vui tịch diệt, có nghĩa là muốn kiến tánh, thì phải khước từ. Chữ khước từ thay thế là cái gì? Xa lìa, xả ly. Mà nếu mình không xả ly thì sao? Không bao giờ có quả vui tịch diệt niết bàn, mà mình chỉ tìm những nguồn vui thế gian theo tham dục vô minh của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trình độ giải thoát thì mình chỉ tìm tới đó thôi. Cái đó thỏa mãn bản ngã, thỏa mãn cái phân biệt tầm thường, chạy theo cảnh. Đó, còn muốn niềm vui tịch diệt thì phải khước từ cái mối họa hí luận. Vì hí luận nó làm có cái họa gì? Loạn tâm. Học mình ghi mấy cái chữ đặc biệt trong bài này này, chữ loạn tâm, thì lấy chữ loạn tâm ngay đây, đáp án là đúng ngay. Không có loạn tâm nha. Mà đây là công đức không hí luận. Cái hí luận này trong buổi giảng chúng tôi đã dẫn chứng câu chuyện cô Ni, có một sư Ni đến tham vấn với tổ Triệu Châu Tùng Thẩm, và đã hỏi
thế nào là ý thầm kính đó. Cái chỗ ý thầm kính này chính là hỏi đến chân tâm đấy. Cái chân tâm, tại sao thầm kính? Nó vẫn hiển lộ mà mình không thấy thì mình vẫn thấy nó kính à. Nhưng mà tại sao là thầm? Đó, cho nên chữ Việt Nam tôi thích lắm. Chữ thầm là sao? Xin mời quý vị thưởng thức cái ý nghĩa của tiếng Việt trong cuộc đời của mình. Từ cuộc đời bên ngoài cho đến chuyện tu hành. Chữ thầm là gì? Mô Phật, thưa Thầy, chữ thầm tức là nó vẫn có ở đó nhưng mà nó không có ra mặt. Nên gọi là nó thầm kín ở bên trong. Phải thầm. Bên trong không? Thật ra vì mình không thấy cho nên mình thấy nó ẩn thôi. Chứ thật ra nó vẫn đang ở đây nè. Nó đang đầy đủ và đang hiển lộ trọn vẹn á. Chứ nó không có thầm thầm đâu. Nhưng mà vì mình không thấy cho nên nó trở thành bí mật. À, nhưng mà nói là vô tướng đi cũng là một mặt thôi. Nó vẫn có dụng. Mà cái dụng nó đâu có bao giờ vắng đâu. Nhưng mình chưa đủ trí tuệ để hướng về cái đó. Mình chỉ chạy theo cảnh bên ngoài chứ mình chưa trở về tâm. Mà nhất là chưa trở về cái chân tâm vô tướng. Mình chưa lọc cái tâm của mình xuyên suốt như vậy. Và một câu chuyện chúng ta sẽ thấy khó hơn trong khi học đạo mà chúng tôi thứ nhất là nước chết không chứa được dòng đó, để mình nhận được nước sống. Nhận được nước sống. Mà thế nào là nước sống? Cái chữ mình đừng có hài lòng ở đó. Mà nước sống trong cái dụng công là như thế nào? Một Phật, nước chết không chứa được dòng thì đất rất tịch. Tịch không tịnh. Chậm chậm. Những cái đó ngôn ngữ của mình nhiều khi nói người ta cũng không dễ nghe. Và mình phải nói chậm và nói rõ, không nói nhanh. Một Phật, nước chết không chứa được dòng là nước đất, chết là? Là lúc đó là tâm nó tịch. Tịch lặng. Dạ, tịch lặng. Phải điền hai chữ cho nó rõ, nói con chữ. Tịch lặng. À, nước sống chứa được dòng là tịch lặng và tánh sáng. Đó, và cả một công phu. Chứ không phải trả lời là xong đâu. Và bây giờ công phu nó đang ở đây nè. Thế nào là nước sống nè? Thế nào là nước chết nè? Ngay hiện tại mình đang thể hiện. Cho nên nó không phải là bí mật gì hết. Nhưng mà vì không đủ trí để chúng ta thấy. Ví dụ giờ này sống phải nhờ có oxy. Thì mình có dễ thấy oxy không? Không thấy, vì nó là một cái loại vật chất vi tế. À, không thấy được. Nhưng nếu mà mình vẫn sống được, vẫn thở được thì có oxy không? Có oxy. Đó. Vậy những người mà bị chết ngạt thì là sao? Không có oxy. Có thể ngoài không có oxy. Mà điều thứ hai là ngay chính người đó, cái đường tiếp thu oxy bị ngăn lại. Hay cái thứ ba nữa là chính sức khỏe người đó không tiếp nhận được oxy. Đó, thì thưa đại chúng, chuyện tu cũng vậy. Chúng ta làm sao trong từng giây từng phút chúng ta tập để làm sao giữ tâm tĩnh và lặng. Xin hỏi một câu hỏi nó mang tính chất kinh nghiệm thôi nha. Theo quý vị, tĩnh dễ hay lặng dễ? Gọi là trong cái chuyện mà điều tâm á, tĩnh dễ hay lặng dễ? Mô Phật, theo con thấy là theo cái kinh nghiệm của con thì thấy lặng dễ hơn. Lặng dễ hơn. Dạ. Rồi, ai thấy khác? Bạch Thầy, con thấy tĩnh dễ hơn Thầy. Ừ, rồi thôi, thật ra đặt dễ khó này cũng dở ha. Thành ra chỉ nói như vậy mục đích để khích lệ đại chúng. Có những người sẽ có duyên để đi qua cái lặng. Nhưng mà có những người có duyên sẽ nhận từ cái tĩnh. À, khi ngày xưa chúng tôi mới vào thiền viện khoảng năm 1983, chúng tôi bắt đầu vào thiền viện. Và lúc đó không có cái phương tiện computer gì cả. À, có được một bộ mà
thiền sư Trung Hoa là đầy khó khăn. Không phải lúc nào sách vở cũng đầy đủ đâu. Thì chúng tôi có một nghi vấn. Sự ngộ đạo, cơ duyên ngộ đạo của chư tổ là cái gì? Chúng tôi phải ngồi lật và ghi ra. Sự cơ duyên ngộ đạo của từng vị. Sau đó mình làm một cái tổng kết để thấy những cơ hội ngộ đạo này nó giống nhau như thế nào. Và khi mình có chuẩn bị như vậy thì vào lớp học do Hòa Thượng khai thị mình nhận ra rất nhanh. Còn một người mà không bao giờ có chuẩn bị thì cái gì cũng là khó hết. Tại bắt đầu có khi từ zero mà có khi âm nữa. Thí dụ chỉ nói dọn hành đường đi, có khi phải dọn rồi. Rồi tới giờ chỉ có xớt bát cho cơm đòi để cúng Phật. Và có người đi lui lại là chưa có gì hết, phải đi lấy. Rồi lui lại nữa, âm là sao? Chén bát của người đó chưa rửa. Âm nữa, bên nhà bếp âm là sao? Nấu cơm mà nó bấm điện nó nhảy lên. Giờ này không biết cơm ở dưới có bị nhảy điện không nha, xin kiểm tra. Tại vì đó là sự thật đó, thực tế có thể xảy ra. Đó, thành ra xin đại chúng cố gắng ha. Và có những cảnh giới nó nhẹ lắm. Ở đây chúng tôi muốn đưa ra hai câu chuyện nha. Một câu chuyện tựa đề là ông dùng đầu kia làm gì. Những câu chuyện này quý vị sẽ nghe tôi nhắc tới nhắc lui. Đây là một câu chuyện mới nhắc trong tuần lễ này vào buổi học hai quãng đời sơ tổ Trúc Lâm hội thứ 5. Chúng tôi có nhắc tới. Thiền sư Thiện Đạo ở Thạch Đầu Đàm Châu lúc còn là Sa Di. Trường Tỳ Hòa Thượng Bổn Sư mới bảo, khi đi thọ giới mới dặn sư là ngày ông trở về phải đến lễ bái nơi Hòa Thượng Thạch Đầu. Thầy là Trường Tỳ dặn phải ghé Hòa Thượng Thạch Đầu. Thành ra chúng ta hiểu Hòa Thượng Thạch Đầu cũng giống như là sư ông vậy đó, sư nội. Sau khi thọ giới xong, sư liền đến tham vấn ngài Thạch Đầu. Trong khi ở lại ở cái đạo tràng của ngài, thì một hôm sư theo Hòa Thượng Thạch Đầu dạo núi, thì ngài Thạch Đầu mới bảo: ông, vì ta đốn quách cái cây trước mặt để khỏi làm ngại ta. Trong sinh hoạt mình nghe như vậy mình nghĩ rằng Hòa Thượng biểu nha, sư ông biểu ha, khi nào có một cây nào mà nó án trước mặt thì chặt cho đừng có ngăn ngại cái bước đi của sư ông. Mình hiểu vậy nha. Thì sư mới thưa: thưa, con chẳng đem dao theo thưa Hòa Thượng. Tức là con không có dao búa gì hết đó. Con mới về thăm đạo tràng pháp hội, con không có dao. Thì lúc đó tổ Thạch Đầu bèn rút con dao ra trở ngược đưa cho sư. Sư thưa: thưa Hòa Thượng, sao chẳng đưa đầu kia? Nghĩa là sao? Mình tưởng tượng có con dao, Hòa Thượng liền đưa qua cho cái ông sư cháu này. Thì ông sư cháu mới bắt lỗi, mới khiếu nại: sao Hòa Thượng không trở đầu kia đưa cho con? Tức là không đưa cho con cái cán mà Hòa Thượng đưa cái lưỡi này cho con. Thì tổ liền bảo: ông dùng đầu kia làm gì? Thì sao? Sư liền đại ngộ. Nghe nhắc tới đó, sư liền đại ngộ. Chứ gặp mình nhắc cái đó thì mình thanh toán thầy tiếp tục. Không những mình thanh toán thầy, mình nói cái ông thầy này yêu cầu như vậy cũng không làm. Rồi rủ nhau, tất cả đều ok. Mình cũng bị như vậy đó, khắc ám lắm, mệt lắm. Chứ không biết rằng thầy đang giáo hóa mình cái đạo lực ly tướng, đạo lực dứt khí luận.
dứt phân biệt. À, thì chỗ này khi nghe nhắc thì sư liền đại ngộ và bèn trở lại trường tỳ, trở về cái đạo tràng của mình để đảnh lễ, để đảnh lễ. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống chúng ta sẽ có những cái câu chuyện lý thú như vậy. Và ở đây chúng tôi cũng còn để một câu chuyện nữa mà lúc khác sẽ trình bày với đại chúng, chính là sự câu chuyện sự rèn luyện của thầy ở trong thiền thoại. Khi chúng ta liên tục tha thiết quán chiếu như vậy thì cái hiểu chúng ta không những sâu mà sự dụng công của chúng ta nó sẽ đồng hành với lời khai thị, chứ nó không hời hợt ở trên nha. Và ở đây xin nhắc lại bảy đoạn trước, xả ly, rồi rồi tinh tấn, rồi chánh niệm, trí tuệ, thiền định, vân vân, là công đức phương tiện để trưởng dưỡng, tức là nuôi dưỡng từng bước tiệm tu, nuôi dưỡng tự tánh. Còn riêng đoạn thứ 8 này chúng ta vừa học hôm nay là chỉ bài tự tánh trực chỉ. Và cái tự tánh này nếu chúng ta nhận được thì sẽ ly khai tất cả các lậu, nghĩa là vô minh, phiền não, chấp ngã, chấp pháp. Khi nói cái lậu hoặc á, là vô minh, mà trong đó có phiền não không? Không làm được theo ý mình đó là coi đó, mặt sụ lên ha, thái độ sẽ không vui, và cái tâm mình thì tối, mờ tối, và luôn cả những cái ác niệm nó sẽ sanh khởi. Chứ nó không phải là thiện nghiệp, nó cũng không phải là giải thoát an lạc hiện tiền. Sở dĩ phải khai thị cái dừng hí luận, đây không phải là một pháp đối trị nên không đồng với bảy đoạn trước. Đoạn trước xa lìa vân vân, trí tuệ thiền định vẫn là pháp đối trị. Mà pháp đối trị có nghĩa là pháp tu tiệm tu thứ lớp, đó gọi là đối trị. Còn ở đây là đốn ngộ. Vì thế công đức này chính là công đức chỉ bày hiển lộ ngộ nhập tự tánh. Và buổi học để cho những vị mới vào tu tập có thể thấy được cái sự lợi ích, chúng tôi dùng một câu chuyện ở trong Tích Chuyện Pháp Cú. Câu chuyện quen thuộc, Kissa Gotami đi tìm hạt cải để trị bệnh cho đứa con của bà đã chết. Mà khi mà đã chết thì trị bệnh là trị nó thành cái gì thưa đại chúng? Có nghĩa là bà cố đi tìm hạt cải để mà cứu sống con của bà lại. Con mình đang chết mà đi tìm thầy thuốc giỏi để trị bệnh, có nghĩa là làm cho con mình sống lại, gọi là cải tử, thay đổi, không còn chết mà hoàn sanh, được sống lại, cải tử hoàn sanh. Và đây là một câu chuyện trong tuần này chúng tôi cũng vừa có làm tang lễ cho gia đình của Phật tử Chân Niệm Xã, trong đó là gia đình của mấy cô, của Dung vân vân, thì có dùng câu chuyện này. Và trong cái buổi học á, trong cái buổi tang lễ tưởng niệm đó, thì có sự có mặt của chú Bảy Phật Mercy tại San Jose. Thì tôi có hỏi thăm tại tiệm thuốc của chú đó, có cái thuốc mà để trị bệnh là không chết không, chết rồi sống lại không? Thì chúng có không? Chắc chắn là không. Ở đời này chỉ trị, nói chữ trị chứ gọi là giảm bớt ha sự phát tác của nó, nhưng mà chết rồi thì bó tay.
Nhưng riêng Đức Phật, Đạo Phật, Phật là một bậc đại y vương. Y vương là vua của thầy thuốc. Mà một vị gọi là đại có nghĩa là tối cao, có những cái thần lực tuyệt vời. Cho nên Phật sẽ dạy mình cách giải quyết được sanh tử, ra khỏi sanh tử. Nhưng mà mình cũng đừng có bao giờ hài lòng để trùng tuyên cái ngôn ngữ, mà cố gắng đủ phước duyên để thực hành. Gotami là cái người mẹ này chưa bao giờ thấy cái chết. Do đó khi người ta mang đứa bé đi thiêu thì bà ngăn cản không cho. Gia đình này như nhiều lần chúng tôi nói, người chồng của cô đã chết. Thì khi đứa con chết nữa thì cô không chịu nổi. Cho nên khi mọi người xung quanh giải quyết cái tử thi bằng cách đem thiêu theo phong tục của Ấn Độ thì cô cản lại, cô không chịu nổi. Cô bế con trên hông và đi từ nhà này đến nhà khác kiếm thuốc để cứu tử cho con. Người ta bảo là bà đã điên rồ. Vì sao? Vì không ai đi tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đã chết. Đã chết rồi thì không thể cứu được. Nhưng bà vẫn đi vì nghĩ rằng thế nào cũng tìm được thuốc cứu chữa cho con bà. Một bậc trí giả thấy bà và hiểu hoàn cảnh mới bảo bà hãy đến gặp Đức Phật. Trang 124. Bà đảnh lễ Thế Tôn, đứng một bên và thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, có thật như người ta nói, Ngài biết thuốc chữa cho con của con không? Bà hỏi lại một lần nữa là Phật có được cái năng lực này không? Phật liền đáp: Phải, ta biết. Hay hôm nay quý vị nếu đến Thiền viện Vô U thì theo cái năng lực và cái bản nguyện của chư tổ của Thiền phái Trúc Lâm sẽ trả lời rằng có thuốc để chữa lành cái chết của tất cả chúng sanh. Khi người mẹ này hỏi có phải Ngài biết thuốc để chữa cho con của con không? Phật đáp: Phải, ta biết. Thưa con phải kiếm những gì? Thuốc đó con phải làm gì? Thì Phật đáp: Hãy tìm một nhúm hạt cải trắng. Bạch Thế Tôn, con sẽ đi tìm, nhưng biết nhà ai có? Nhà nào mà không có con trai, con gái? Ở đây quý vị nghe đầu tiên, điều kiện đầu tiên là không có con trai, con gái là cảnh giới gì đây? Đối đãi. Hay bất cứ ai chết, tới chữ chết này là đối đãi không? Chết, sống, cảnh giới đối đãi kế tiếp. Xin vâng, Bạch Thế Tôn. Người mẹ hiểu chưa sâu, cho nên nghĩ rằng chỗ đó là không có ai chết, xin cái nhúng cải, nghe chứ chưa có hiểu. Tưởng là hiện tại không có người chết. Khi xin vâng, Bạch Thế Tôn. Bà bế con vào làng, đến từng nhà hỏi xin hạt cải. Họ đưa cho bà. Đưa cho bà hạt cải. Nhưng? Nhưng khi hỏi nhà có ai chết không? Thì được biết người sống thì ít, mà người chết thì nhiều. Nếu kể danh sách ở trong nhà mình hiện giờ chẳng hạn có 5 người hay 3 người hay còn có mình à, thì cái người chết trong gia đình gồm có gì? Cha mẹ, ông bà, hai bên nội ngoại nhiều đời, thì cái người chết nhiều hơn người sống. Bà đành trả hạt cải.
vì hạt cải này sẽ không có hiệu quả để trị cho con bà hết bệnh. Con bà đang chết mà để sống lại thì hạt cải này không có đủ linh thiêng, linh nghiệm. Đi đến chiều cũng không nhà nào có hạt cải đúng theo ý Phật. Thưa đại chúng, tới đây thì một duyên lành. Có khi mình cũng tìm an vui mà mình cũng hài lòng, mình tưởng làm vậy là an vui. Nhưng tiếc thay chúng ta cứ quanh quẩn như thế không bao giờ giác ngộ. Nhưng riêng người mẹ này chỉ cần từ sáng tới chiều mà không tìm được cái hạt cải đủ điều kiện là trong nhà đó không có người chết, thì bà chợt hiểu. Bà chợt hiểu, không phải chỉ mình bà mất con, mà trong làng này người chết nhiều hơn người sống. Đó là sự giác ngộ. Cũng giống như đại chúng, nếu giác ngộ rằng mình lầm, mình quyết chọn trong cảnh giới thủ xã hai bên, chưa phải chí nguyện của mình. Đó. Thì khi mà bà đã chợt hiểu như thế, lòng bà trước đây yếu mềm vì tình mẹ thì nay trở thành cứng cỏi hơn. Mình muốn cứng cỏi và mềm yếu là thế nào thưa đại chúng? Mấy chữ này đều là chữ của mình hết á. Thế là nào là mềm yếu mà thế nào là cứng cỏi hơn? Cho nên khi học Phật chậm chậm, nhai kỹ, giống như ăn osawa vậy ha. Nhai kỹ, học một pháp nào nhìn cho kỹ, không những trên văn tự mà trong cái sự ứng dụng. Cái lòng mềm yếu là vì chạy theo hí luận phân biệt đối đãi hai bên. Và giờ này một bên là tham mà một bên là sân, nếu không như ý. Tham là nó đòi mình phải thực hiện cho bằng được. Và giờ này cứng cỏi hẳn lên là không còn lọt trong cảnh giới đối đãi lôi cuốn nữa, mà trở về với cảnh giới lìa đối đãi hiện tiền. Bà mang đứa bé vào rừng, đặt xuống đất, rồi đi gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng qua một bên. Đức Thế Tôn liền hỏi: ngươi có được hạt cải không? Bà đáp: thưa không, bạch Thế Tôn, làng nào người chết cũng nhiều hơn người sống. Cho nên Phật liền khai thị: thật hảo huyền, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi mất con, chỉ có một mình ngươi là có đứa con bị chết. Ai cũng chịu định luật bất biến, đó là thần chết như một dòng nước lũ sẽ quét sạch mọi chúng sanh ra biển hoại diệt, trong khi lòng tham đắm của họ chưa thỏa mãn, họ vẫn muốn và cứ thế đời này qua đời khác, và dòng sanh tử cứ đến cuốn họ trôi, họ lại tái sanh để đi theo cái tham vọng đó tiếp tục. Và đó là cảnh giới của chúng ta. Nếu chúng ta không cứng cỏi hơn, ra khỏi sự mềm yếu của phân biệt đối đãi chấp ngã, chạy theo cảnh đó chính là một sự mềm yếu giữa thủ giữa xã, thích cái này ghét cái kia, lựa chọn là cảnh giới mềm yếu của vô minh. Ai đồng ý xin giơ tay lên. Nhớ nha, mềm yếu. Cho nên cần phải cứng cỏi hơn, vượt đối đãi. Và Phật đã đọc một bài pháp cú trong trường hợp này: người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần sẽ bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Lục á, sẽ trôi cả nguyên một cái làng. Dù là cái làng đó đang ngủ say, lục cũng cuốn trôi hết tất cả
tài sản, vật chất và con người. Ngày xưa khi khoảng mười mấy tuổi chúng tôi tâm sự khi đọc câu này, ngày xưa đâu có coi tivi được đâu, đâu có thấy toàn thế giới, đâu có hiểu được lục sẽ trôi cả một cái làng, không hiểu. Nó ủa sao kinh nói cái gì có vẻ mê tín quá, không hiểu nổi. Nhưng hôm nay thì càng văn minh, chân lý của Phật càng sáng tỏ. Mình sẽ thấy khắp nơi, hôm nay Hoa Kỳ có bị không? Có. Với cái ảnh hưởng của khí hậu thời tiết, của môi trường, thì hôm nay ở đâu đang bị bão lụt? Tại Hoa Kỳ, Florida. Đó, thì thưa đại chúng, và cũng không phải là chấm dứt đâu. Cuối bài kệ thì Kisa Gotami đã chứng quả, quả dự lưu. Chúng tôi cũng ngừng lại để thưa đại chúng, nếu mình đủ lòng tin và dụng công không bao giờ lầm, chứng quả dự lưu vào dòng thánh. Vậy chúng ta nên mềm yếu hay là cứng cỏi? Do sự lựa chọn của mình. Nhiều khi mình thích cứng cỏi, miệng nói thôi, chứ khi tiếp xúc thì mình vẫn mềm yếu, chạy theo tham, chạy theo sân, và tóm tắt là chạy theo si mê, chứ không sống với trí tuệ. Đó, thì xin chúc những hành giả sẽ cứng cỏi, vượt ra sự lôi cuốn của tập nghiệp nhiều đời, vô minh chấp ngã chấp pháp, để chúng ta có phần dự lưu, có nghĩa là vào được dòng thánh. Nhà thiền gọi là vào cửa, trong kinh gọi là dự lưu. Thì xin kết thúc buổi học hôm nay, và phát nguyện kiên cố chúng ta sẽ nỗ lực hành trì những điều mà có thể là nhiều đời nhiều kiếp chưa bao giờ mình hiểu, chứ đừng nói là hành trì. Nếu quý vị hiểu được cái điều vi diệu như vậy, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, xin mời cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cầm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu.
đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là sương sớm thắm chánh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu? Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là sương sớm thắm chánh niệm xây nhà của ta.